Chiều ngày 14 tháng 10, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố và trao nghị quyết về công tác cán bộ và khen thưởng đột xuất do có thành tích xuất sắc. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định đã trao nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về việc phê chuẩn bổ nhiệm lại chức vụ phó chủ tịch văn phòng quốc hội đối với đồng chí phạm đình toản trao nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về việc bổ nhiệm đồng chí phạm trọng cường trợ lý phó chủ tịch quốc hội công bố nghị quyết về việc bổ nhiệm ủy viên thường trực ủy ban đối ngoại đối với đồng chí trần việt anh phát biểu giao nhiệm vụ phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định chúc mừng các đồng chí đã được ủy ban thường vụ quốc hội tin tưởng giao nhiệm vụ và đề nghị các đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất bản lĩnh không ngừng nỗ lực phấn đấu rèn luyện trao dồi kiến thức và chủ động nghiên cứu vận dụng và tham mưu thể chế hóa chủ trương nghị quyết chỉ thị của đảng vào các dự án luật đề án và các văn bản quy phạm pháp luật cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải công bố hai nghị quyết khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn khắc định trao tặng bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bốn tập thể gồm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật. Trao tặng bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với 21 cá nhân. Đây là sự ghi nhận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, phục vụ trực tiếp các nội dung của kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 và thành tích xuất sắc đột xuất trong tham gia biên soạn và xuất bản cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Quốc hội tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội đã tặng bằng khen của chủ nhiệm văn phòng Quốc hội đối với 17 tập thể và 63 cá nhân và cho bằng khen cho đại diện 5 tập thể và 5 cá nhân. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, năm 2024 là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện hình thức khen thưởng bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để ghi nhận các tập thể cá nhân có thành tích, qua đó góp phần cổ vũ động viên cán bộ công chức, các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Quốc hội Việt Nam, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò trách nhiệm trong việc quan tâm phát hiện, khuyến khích, động viên khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể xuất sắc, qua đó khơi dậy, cổ vũ tinh thần đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Tối ngày 14 tháng 10, tại Nhà hát lớn Hà Nội, chương trình Tự hào nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 diễn ra trọng thể trọng tâm là lễ tôn vinh và trao danh hiệu 63 nông dân Việt Nam xuất sắc biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự buổi lễ còn có các lãnh đạo đảng nhà nước, lãnh đạo bộ, ban ngành, các tỉnh, thành phố trên cả nước. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định, việc tổ chức Vinh danh không chỉ là sự công nhận ý chí, tự lực tự cường, tài năng và sáng tạo của nông dân mà còn lan tỏa mô hình người nông dân mới, hợp tác xã kiểu mới với các tiêu chí nhận thức mới, kiến thức mới, ý thức mới, quyết tâm mới và thu nhập cao. Tại buổi lễ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc cho các nông dân tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, sản xuất lâm nghiệp, nông dân tỷ phú và chuyển đổi số phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn đánh giá cao sự đổi mới trong việc tôn vinh nông dân việt nam xuất sắc và các hợp tác xã tiêu biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lấy nông dân làm chủ thể là trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp tại buổi lễ đồng chí trần thanh mẫn cũng nêu năm nhiệm vụ trọng tâm mà hội nông dân việt nam cần thực hiện trong thời gian tới thứ nhất hội nông dân các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân nông thôn. Thứ hai, hội nông dân các cấp cần chú trọng hướng dẫn hội viên, nông dân ứng dụng công nghệ số, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn thông minh. Thứ ba, hội nông dân các cấp thường xuyên quan tâm nguyện vọng của nông dân, nắm bắt thực tiễn để kịp thời hỗ trợ, nhất là các địa phương bị thiệt hại nặng nề do thiên tai vừa gây ra. Thứ tư, đối với cá nhân, tập thể tiêu biểu được tôn vinh cần tiếp tục đi đầu trong hợp tác liên kết sản xuất kinh doanh, tiếp tục cống hiến sức lực trí tuệ, truyền đạt kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ nhiều người khác để có thêm nhiều nông dân vươn lên làm giàu chính đáng. Thứ năm, có giải pháp thiết thực hiệu quả cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 38 sáng ngày 14 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ xem xét 42 nhóm nội dung, trong đó có 30 nhóm nội dung thuộc công tác lập pháp, 12 nhóm nội dung về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, 12 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu, Tổng thời gian làm việc của quốc hội là 28,5 ngày, dự kiến khai mạc ngày 21 tháng 10, bế mạc ngày 30 tháng 11. Kỳ họp sẽ tiến hành theo hai đợt, đợt 1 từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11, đợt 2 từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Ông Bùi Văn Cường nêu rõ Thời gian qua, các cơ quan hữu quan đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ nhằm chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổng thư ký Quốc hội đã có văn bản gửi chính phủ các cơ quan đồn đốc chuẩn bị tài liệu. Bên cạnh đó, để các địa biểu Quốc hội sớm tiếp cận, nghiên cứu trước hồ sơ tài liệu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo kịp thời gửi đến các đại biểu Quốc hội hồ sơ tài liệu ngay từ giai đoạn thẩm tra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổng thư ký Quốc hội Văn phòng Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh an toàn, công tác hậu cần, phòng chống dịch bệnh nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8. Đến thời điểm này cơ bản công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ cho kỳ họp. Cụ thể, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp cơ quan hữu quan xây dựng đề án tổ chức công tác thông tin báo chí tuyên truyền về kỳ họp, xây dựng đề cương tuyên truyền về các nội dung trình Quốc hội triển khai tổ chức biên soạn tổng hợp thông tin tài liệu tham khảo phục vụ đại biểu quốc hội tại kỳ họp. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và các cơ quan có liên quan nhằm đảm bảo công tác an ninh an toàn. Phối hợp Bộ Y tế xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế phòng chống dịch bệnh phục vụ kỳ họp. Tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội, đồng thời cho ý kiến về công tác chuẩn bị tài liệu kỳ họp thứ 8. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện tài liệu để gửi đại biểu quốc hội theo quy định của luật ban hành, văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị chính phủ và các cơ quan hữu quan theo chức năng nhiệm vụ, theo dõi, thực hiện các công việc theo chương trình. Chủ tịch Quốc hội giao ban công tác đại biểu chuẩn bị kỹ lưỡng, chú đáo công tác nhân sự, giao ban dân nguyện phối hợp với các cơ quan thực hiện tốt công tác tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại giao tổng thư ký quốc hội khẩn trương phối hợp với hội đồng dân tộc các ủy ban tham mưu để ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định các nhóm vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn đánh giá công tác chuẩn bị cho kỳ họp thời gian qua đã có nhiều cố gắng đi vào nền nếp chủ tịch quốc hội nhấn mạnh không được chủ quan tiếp tục theo tinh thần đổi mới nhất là đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng trong công tác xây dựng pháp luật